Vậy là cuối cùng thì chiếc xe Mitsubishi Outlander 2021 đã chính thức ra mắt trên nền tảng trực tuyến Amazon Line vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 vừa qua. Đây là chiếc xe Mitsubishi đầu tiên ra mắt trong năm nay sử dụng hệ khung gầm của liên minh Renault, Nissan và Mitsubishi. Một mẫu xe mà Mitsubishi sử dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới với tên gọi là Dynamic Front Shield, lấy cảm hứng từ hai mẫu xe Mitsubishi Pajero và Evolution X. Vậy Outlander 2021 có những điểm gì mới để cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V và Mazda CX-5? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu và lắng nghe bài phân tích của Chí Trần. Chào mừng các bạn đến với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nha. Xin chân thành cảm ơn. Mitsubishi Outlander 2021 ra mắt tại thị trường Mỹ có mức giá khởi điểm là 25.795 đô la, tương đương với khoảng 594 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ như Honda CR-V có mức giá là 25.350 đô la, Nissan X-Trail là 25.650 đô la. Vậy tức là Outlander đang có một cái mức giá bán cao hơn một chút so với các đối thủ. Tuy vậy, tôi cho rằng nó cũng không hề đáng kể. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001 tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ với tên gọi là Mitsubishi Airtrix. Tiếp đó, sau vài năm được đổi tên thành Outlander, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thế hệ đầu tiên của chiếc xe này sử dụng nền tảng khung gầm của Mitsubishi Grandis. Các thế hệ thứ 2 và 3 về sau đều sử dụng hệ thống khung gầm mang tên là Mitsubishi GS, được chia sẻ chung với một số mẫu xe như là Lancer, Evolution X, Eclipse Cross. Hiện nay, Mitsubishi Outlander 2021 là phiên bản thuộc thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới, được chia sẻ trên hệ khung gầm của liên minh Renault, Nissan và Mitsubishi. Mặc dù mang trong mình cái ngôn ngữ thiết kế mới với tên gọi là Dynamic Front Shield, tuy nhiên Outlander 2021 có khá nhiều điểm tương đồng với Mitsubishi Pajero Sport. Bằng những hình ảnh bên trên màn hình, các bạn sẽ thấy là tổng quan thiết kế ở phần đầu của Outlander được làm khá vuông vắn và góc cạnh. Không còn cái thiết kế với phần đầu xe được làm dẹp xuống, chia ra phía đằng trước như phiên bản cũ nữa. Phần mặt ca lăng xe cũng vậy, có kiểu xu hướng nở sang hai bên và mở rộng xuống phía bên dưới. Vì thế trông từ xa cảm giác rất hoành tráng. Tiếp đến đó là sự thay đổi của hệ thống chiếu sáng với giải đèn LED chạy vào ban ngày được đặt nằm phía bên trên. Cụm đèn chiếu sáng và đèn sương mù được chia thành 4 khoang nằm ở phía bên dưới, thay vì kiểu thiết kế tổng thể như ở phiên bản cũ. Tôi cho rằng nếu như so sánh với hai đối thủ là Honda CR-V và Mazda CX-5 thì Mitsubishi Outlander đang thừa hưởng một cái phong cách thiết kế trông phức tạp và cầu kỳ hơn. Tiếp tới phần thân xe, những chi tiết nổi bật của Outlander nằm ở bộ la răng với cách tạo hình rất thể thao, được sử dụng bằng hợp kim nhôm, phay xước. Không biết các bạn thế nào nhưng cá nhân tôi thì tôi thích nhất cái phần chi tiết đèn xi-nhan bao rẽ nằm ở vòm lốp của chiếc xe này. Nó giống với cách làm của Honda Civic, mang tới một không khí rất trẻ và thể hiện cái sự trau chuốt của nhà sản xuất đối với sản phẩm này. Còn một yếu tố nữa, nếu như ở phiên bản cũ được làm theo phong cách mui bay, các bạn sẽ phải hy sinh hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba, bị mất đi một cái khoảng diện tích ở trên đầu rất lớn. Anh em nào đã từng ngồi thử mẫu xe phiên bản cũ là biết ngay, nó rất là bí và khó chịu. Với thiết kế mới, tôi cho rằng Outlander 2021 sẽ cải thiện tốt hơn cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba ở vị trí không gian trên đầu. Tổng quan về thông số kỹ thuật, kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của Outlander 2021 đều nhỉnh hơn so với phiên bản cũ và phần trục cơ sở xe được nới thêm khoảng 35mm. Và nếu như chúng ta so sánh với Honda CR-V và Mazda CX-5 thì Outlander 2021 đang sở hữu kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều lớn hơn kha khá so với các đối thủ. Bước vào bên trong khoang nội thất xe, các bạn sẽ thấy là Outlander 2021 mang tới một không khí rất hiện đại và trẻ trung. Điểm mà khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng nhất đến từ phần cụm điều khiển trung tâm. Chúng ta sẽ có một cần số kiểu mới, núm xoay với 5 chế độ lái khác nhau, được đặt trên một mặt phẳng sử dụng bằng vật liệu nhôm, trông rất tinh tế và đẹp mắt. Rồi bên trên vô lăng xe cũng vậy, con lăn điều chỉnh các chế độ lái bên trên táp lô cũng được sử dụng bằng vật liệu nhôm. Điều nổi bật về trang bị ở trên xe, chúng ta sẽ không thể không nhắc tới cụm màn hình táp lô của xe có kích thước là 12,3 inch, sử dụng dạng điện tử. Màn hình trung tâm giải trí 9 inch có khả năng kết nối với định vị vệ tinh, Apple CarPlay và Android 2 không dây. Bên cạnh đó, điểm mà làm cho tôi cảm thấy mong chờ nhất đến từ mẫu xe này đó là dàn âm thanh 10 loa Bose, hứa hẹn sẽ đem tới không gian âm nhạc đẳng cấp cho những anh em nào thích ba sàn. Và nếu như so sánh với các đối thủ thì tôi cho rằng ở phần này Mitsubishi Outlander đang lấn lướt hơn so với các đối thủ về mặt trang bị.
Tính năng an toàn nổi bật nhất trên Outlander 2021 mà tôi phải kể đến cho các bạn đó là hệ thống 11 túi khí an toàn được trang bị tiêu chuẩn cho các phiên bản. Ngoài được sử dụng hệ thống bung gầm mới thiết kế hiện đại, Outlander 2021 còn được trang bị hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian với 5 chế độ địa hình mà các bạn đang thấy ở bên trên màn hình. Xe được trang bị khối động cơ 2.5 lít do liên minh Renault, Nissan và Mitsubishi phát triển, cho ra tổng công suất là 181 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 245 Nm, kết hợp với cụm một số vô cấp CVT với 8 cấp số ảo. Cá nhân tôi cho rằng ở phần hệ thống dẫn động hai cầu toàn thời gian và có thêm 5 chế độ vận hành thì mẫu xe này đang chiếm lợi thế hơn so với các đối thủ. Tuy vậy, nếu xét về công suất máy là 181 mã lực nhưng lại sở hữu khối động cơ 2.5 lít thì tôi cho rằng chưa thực sự đủ thuyết phục. Lý do là Honda CR-V với khối động cơ 1.5 lít đã sản sinh ra khoảng tầm 188 mã lực rồi, trong khi đó khối động cơ 2.5 lít của Mazda CX-5 cũng đã sản sinh ra tối thiểu là 188 mã. Như vậy, suy ra động cơ mới của Outlander 2021 sản sinh ra công suất yếu hơn. Vừa rồi là những phân tích của chúng tôi về chiếc xe Mitsubishi Outlander 2021. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.